của trường mình. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cái tiết học đầu tiên của chương trình học lớp 10. Đó là bìa quyển sách lớp 10 của các em đó. Như vậy, đầu tiên ta vào chương 1, đó là chương vector. Chương vector này gồm có các nội dung. Vector, tổng và hiệu của hai vector, tích của vector với một số tọa độ của vector và tọa độ của điểm. Ở tiết học đầu tiên này, chúng ta thì sẽ đi vào cái bài đầu tiên và tiết 1 của bài này. Đó là bài các định nghĩa. Bài các định nghĩa gồm có các nội dung sau. Thứ nhất là khái niệm vector. Thứ hai là vector cùng phương, vector cùng hướng. Thứ ba là hai vector bằng nhau. Và thứ tư là vector không. Thì trong tiết học đầu tiên này, ta sẽ nghiên cứu về hai nội dung này. Nội dung 1 và nội dung 2. Các em bắt đầu lấy vở, các em ghi đi. Chương 1, vector, bài 1, các định nghĩa. Phần thứ nhất là ta vào khái niệm về vector. Các em lấy vở ra ghi bài đi nghe. Vừa nghe cô nói vừa ghi bài. Khái niệm về vector. Các em quan sát hình sao và ta biết các mũi tên có ý nghĩa gì. Các em quan sát các cái hình mà cô đã chiếu lên đó. Xem thử các mũi tên ở đây. Theo các em, các mũi tên này có ý nghĩa gì? Đúng rồi. Như vậy, các bạn, đúng rồi. Các bạn đã comment rất là tốt. Đó là các mũi tên này là chỉ hướng đi. Chứ đây là hướng đi của máy bay, hay là hướng đi của người đi mô tô, hay là hướng đi của người đạp xe đạp. Như vậy các mũi tên này là chỉ cái hướng đi. Và nội dung bài học này của chúng ta cũng sẽ liên quan tới cái đó. Bây giờ cô cho đoạn thẳng AB. Thấy chưa? Cho đoạn thẳng AB. Nếu cô gọi A là điểm đầu, A là điểm đầu, còn B là điểm cuối, thì khi đó đoạn thẳng AB của cô có hướng từ A đến B. Như vậy cô cho đoạn thẳng AB, A là điểm đầu, B là điểm cuối, thì khi đó cái đoạn thẳng AB của cô là một đoạn thẳng có hướng từ A đến B. Và đoạn thẳng có hướng từ A đến B này, người ta gọi đó là vector AB. Như vậy đoạn thẳng có hướng từ A đến B này thì người ta gọi nó là vector AB. Và điểm A này là điểm đầu, điểm B là điểm cuối. Như vậy từ đó các em sẽ có khái niệm về vector. Như vậy các em suy nghĩ thử, với cái trình bày của cô vừa rồi thì các em sẽ thấy là vector là gì hả? Các em suy nghĩ và trả lời thử coi. Như vậy vector là gì đó? Đúng rồi, có nhiều bạn trả lời đúng. Như vậy trước hết các em thấy vector là gì hả? Là một đoạn thẳng. Nha, là một đoạn thẳng có hướng. Đó. Như vậy từ đó các em có khái niệm về vector. Vector là một đoạn thẳng có hướng. Và các em lấy vở ghi bài vào vở cho cô. Một nhỏ khái niệm vector. Định nghĩa. Vector là một đoạn thẳng có hướng. Phước, học sinh kia bị tràn. Rồi bây giờ các em nghe rõ chưa? Có nghe rõ hơn hồi nãy không? Bây giờ nghe rõ hơn hồi nãy chưa các em?
Rồi ok các em. Rồi các em ghi bài đi nha. Như vậy phần 1 nhỏ, khái niệm vector. Định nghĩa, vector là một đoạn thẳng có hướng. Và người ta ký hiệu là vector AB. Ký hiệu là vector AB. Và ta đọc là vector AB. Như vậy ký hiệu như trên hình các em ghi bài của nghe. Ký hiệu. Đó. AB là chữ in hoa và phía trên đầu của nó là dấu mũi tên. Đó là ký hiệu của vector AB. Đó, cho nên bắt đầu từ bây giờ khi ta học về vector thì khi các em đi ký hiệu là lưu ý nhớ phải có dấu mũi tên trên đầu. Nhớ vậy. Và mình đọc nó là vector AB. Trong đó cái điểm A là điểm đầu và điểm B là điểm cuối. Đó, dấu mũi tên. Các em vẽ hình vô như trên màn hình nha. Ngoài cái cách ký hiệu này ra thì người ta còn có cái cách ký hiệu khác. Đó là người ta dùng cái chữ cái thường để ký hiệu cho vector. Và đương nhiên là trên đầu của mỗi chữ cái thường là phải có dấu mũi tên. Đó, phải có dấu mũi tên. Được chưa? Ví dụ vector A, vector B hay là vector X, vector Y vân vân. Như trên hình vẽ của cô đang vẽ vector A, vector X. Rồi các em ghi bài đi. Xong chưa? Có em, có vẽ hình vô. Những cái phần mà cô trừ thời gian lâu là cái phần các em ghi bài là các em phải vẽ cái hình. Vì đây là mình đang học hình mà. Có cả vẽ cả hình vô nhé. Xong chưa? Ghi phần định nghĩa xong chưa? Ta sẽ lấy một cái ví dụ để sáng tỏ cái phần định nghĩa này. Như vậy cô nói lại nè. Vector là gì? Vector là một đoạn thẳng có hướng. Có hướng có nghĩa là ta đã quy định điểm đầu và điểm cuối. Quy định điểm đầu và điểm cuối. Cái dấu mũi tên nằm ngay chỗ điểm cuối. Yeah. Và khi người ta ký hiệu thì có hai cách ký hiệu. Đó là cách ký hiệu thứ nhất chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của vector. Ví dụ vector AB. Vector AB. Đó. Thì các em ghi chữ A, chữ B là chữ in hoa và có dấu mũi tên trên đầu, mình đọc là vector AB. Thì khi đó với cách ký hiệu này thì người ta đã chỉ rõ điểm đầu của vector này là điểm A và điểm cuối của vector này là điểm B. Và một cái cách ký hiệu thứ hai là người ta dùng các chữ cái thường và phía trên đầu các chữ cái là có dấu mũi tên. Thì với cách ký hiệu thứ hai này thì người ta chưa chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối. Chưa chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối. Ví dụ như vector A, vector X như trên hình vẽ của cô. Như vậy đó là cái khái niệm về vector. Rồi bây giờ ta đi vào cái ví dụ 1 để củng cố cái phần khái niệm về vector. Các em đọc cái đề và trả lời cho cô biết nè. Cho hai điểm phân biệt A và B thì theo các em sẽ có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ hai điểm A và B? Rồi trả lời cô nghe nha. Cho hai điểm phân biệt A và B thì có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ hai điểm A và B?
Có, ví dụ là các em ghi vào vở nha. Ví dụ là ghi vào vở. Rồi, ghi vào vở đi. Có bạn trả lời là chỉ có một đoạn thẳng duy nhất thôi. Có bạn trả lời là có vô số đoạn thẳng. Và có bạn trả lời là có hai đoạn thẳng. Như vậy, các câu trả lời của các em á, thì nó chia ra là ba loại như vậy. Các em suy nghĩ xem thử cái nào sẽ là đúng. Các bạn trả lời ở câu A thôi nha, tôi chỉ đang hỏi câu A. Là có duy nhất một đoạn thẳng thôi, tạo thành từ hai điểm phân biệt AB. Còn các bạn trả lời là có hai đoạn thẳng. Và các bạn trả lời là có vô số đoạn thẳng. Như vậy, cho các em suy nghĩ lại một lần nữa, thì như vậy theo các em thì cái nào sẽ là đúng đây? Rồi, phần lớn là các bạn trả lời là có một đoạn thẳng là đúng. Đúng rồi, ở đây với hai điểm phân biệt AB thì các em chỉ có duy nhất một đoạn thẳng thôi. Đoạn thẳng AB hay là đoạn thẳng BA gì cũng như nhau hết. Chứ ta chỉ có một đoạn thẳng mà thôi. Đó. Còn bây giờ trả lời cô B, cô xem. Như vậy cô B thì cô sẽ hỏi là có bao nhiêu vector được tạo thành từ hai điểm AB? Rồi, như vậy phần lớn là các bạn trả lời là có hai vector. Đó là hai vector là hai vector nào? Các em chỉ rõ cô xem luôn thử nào. Hai vector các em là hai vector nào? Còn một số bạn trả lời là có vô số. Vô số là sai rồi. Ta chỉ có hai vector thôi. Đó là vector AB hoặc là vector BA. Được chưa? Đó, như vậy phần lớn là các bạn có hiểu bài. Còn một số bạn mà trả lời là vô số thì các em suy nghĩ lại, có hai điểm làm sao mà có vô số vector? Nói như vậy các em ghi bài vô ngàn, ghi bài vô vở. Câu A là có một đoạn thẳng duy nhất, đó là đoạn AB hay đoạn BA chứ cũng như nhau hay. Còn câu B là có hai vector khác nhau, có hai vector khác nhau. Đó là vector AB và vector BA. Vector AB, nhớ là ký hiệu của vector là phải ghi có dấu mũi tên trên đầu nghe. Cái này là hoàn toàn mới ở các lớp dưới cấp 2, các em chưa có về cái này, cái khái niệm này. Đó. Còn bây giờ em nào mà ghi vector mà không có dấu mũi tên trên đầu là sai hoàn toàn. Và sau các em làm bài tập là kiểm tra là các em sẽ không có điểm. Được chưa? Cho nên nhớ vector là phải có dấu mũi tên trên đầu. Như vậy có hai vector khác nhau, đó là vector AB và vector BA. Vector AB thì điểm đầu là điểm A và điểm cuối là điểm B. Điểm đầu là ghi phía trước, điểm cuối là ghi phía sau. Và vector BA thì là điểm đầu là điểm B và điểm cuối là điểm A. Được chưa? Đó. Em đi bài vô em. Rồi, bây giờ tương tự cô con cho một ví dụ thứ hai. Cô cho tam giác ABC. Bây giờ câu hỏi là có bao nhiêu vector có điểm đầu và điểm cuối là hai đỉnh của cái tam giác này. Rồi, các em suy nghĩ trả lời. Như vậy bây giờ là ba điểm ABC. Có bao nhiêu vector có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tam giác này.
Rồi các bạn suy nghĩ thử. Như vậy mình muốn mà mình thấy rõ thì mình có thể vẽ cái tam giác ra. À, phần lớn là các bạn trả lời là có 6 vector. Phần lớn là các bạn trả lời là có 6 vector. Trong đó có một số bạn là 3 vector. Một vài bạn ít là 4 vector. Còn có bạn cũng là 1 vector. Như vậy các em, những em mà trả lời là 1 vector là các em chưa hiểu về vector rồi, về khái niệm. Bây giờ em thấy với 3 điểm ABC. Đó, tạo thành tam giác ABC với 3 điểm như trên hình vẽ của cô. Bây giờ cô hỏi có bao nhiêu vector tạo thành đó, từ 3 điểm ABC này. Thì mình thấy vector là gì? Là một đoạn thẳng có hướng, đúng không? Như vậy ở đây với 3 điểm ABC thì các em có cái đoạn thẳng thì là đoạn thẳng AB, đoạn thẳng AC hay là đoạn thẳng BC. Thì về đoạn thẳng là nó chỉ có 3 đoạn thẳng thôi. Nhưng mà về vector thì nó phải có 6 vector. Như vậy phần lớn là các em có hiểu bài vì đại đa số là các em trả lời là 6 vector. Đó, như vậy ta phải có tất cả là 6 vector. Các ví dụ các em ghi bài vào nghe. Bây giờ ta liệt kê luôn các vector nè. Thứ nhất là vector AB. Nha, yeah, vector AB. Vector BA. Như vậy ở đây cũng là hai đầu mút A và B. Thì ta chỉ có một đoạn thẳng nhưng mà ta có hai vector, đó là vector AB và vector BA. Tương tự bên này ta có vector AC và vector CA, được chưa? Vector BC và vector CB. Đó, như vậy ta có tất cả là 6 vector được tạo thành, được chưa? Các em hiểu chưa? Như vậy những bạn mà trả lời 3 vector hoặc là 4 vector thì bây giờ là hiểu được chưa? Đó, vector là một đoạn thẳng có hướng. Như vậy vector BC ta cho hướng từ B đến C thì là vector BC. Đó, từ C đến B thì phải là vector CB. Như vậy nó là có tất cả là 6 vector. Được chưa? Ghi kịp bài không? Ghi xong chưa? Rồi ok, cô qua cái khác nha. Bây giờ tôi qua phần thứ hai. Các em ghi vào vở đi, phần thứ hai. Vector cùng phương và vector cùng hướng. Thứ nhất thì ta sẽ nắm khái niệm về giá của vector. Giá của vector thì người ta nghĩa rằng là giá của vector là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vector đó. Dạ, các em ghi bài đi. Giá của vector là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vector đó. Dạ, yeah. Rồi bây giờ các em thực hiện cho cô cái câu hỏi này nè. Cô cho vector AB
Các em hãy vẽ cho cô giá của vector AB đi. Tự vẽ trong vở của mình đi. Đó. Theo cái định nghĩa là người ta nêu là giá của vector là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vector. Như vậy cô cho một vector AB điển hình như vậy. Các em trong vở các em cũng vẽ của cô tương tự như thế này. Bây giờ các em hãy vẽ cho cô cái giá của vector AB này. Đó, yeah. Như vậy cô đã vẽ cái giá của vector AB là cái đường thẳng đi qua hai điểm AB, các em thấy được chưa? Như vậy cái này người ta gọi đường thẳng này, người ta gọi là giá của vector. Yeah. Đường thẳng này gọi là giá của vector. Rồi, bây giờ các em quan sát cái hình cho cô này. Đó, quan sát cái hình cô đã vẽ ngang. Cái này thì các em chỉ nghe thôi, không ghi vậy. Đó, không ghi không vẽ cái hình đó cô, chỉ nghe cô thôi. Còn cái nào ghi thì cô sẽ nói cho em ghi. Rồi các em quan sát nha. Và trả lời cho cô. Các em hãy nhận xét về giá của các cặp vector. Thứ nhất là cặp vector AB và vector CD. Yeah. Cặp thứ hai là cặp vector BQ và vector RS. BQ và vector RS. Cặp thứ ba là vector ES và vector DQ. Rồi, các em hãy nhận xét về giá của các cặp vector đó. Rồi trả lời của người ta nào. Giá của vector mà ra sao trả lời là cái này dài hơn cái kia, ngắn hơn. Đường thẳng là có biết là dài hay ngắn được không? Đây là đường thẳng chứ phải là đoạn thẳng đâu. Nha, yeah, cô vừa trình bày giá của vector. Rè quá à. Cái mic rè ha, đi do đường truyền đúng không? Cô chỉ mới hỏi là giá của vector thôi nha. Mà các bạn mới tới hướng rồi, cũng hướng được hướng rồi, giỏi ghê á. Đúng rồi, phần lớn là cô thấy trả lời đúng. Đó là các em quan sát, các em thấy nè. Giá của vector là gì? Là đường thẳng chứa vector đó. Như vậy mình thấy cái đường thẳng chứa vector AB và đường thẳng chứa vector CD là sẽ trùng nhau đúng không? Vì nó nằm cùng hai vector đó cùng nằm trên một đường thẳng. Thấy chưa? Hai vector AB và CD cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy có nghĩa là giá của vector AB và vector CD là trùng nhau. Đó, giá của vector AB và vector CD là trùng nhau. Còn hai vector BQ và RS thì mình thấy hai đường thẳng chứa hai vector này là song song với nhau đúng chưa? Đó. Hay nói cách khác là giá của vector BQ và RS. Đó. Giá của hai vector này là song song. Giá của hai vector này là song song. Được chưa? Còn lại cặp thứ ba là vector ES và vector BQ thì mình thấy hai đường thẳng chứa hai vector ES và BQ. Đó, hai đường thẳng này sẽ cắt nhau vì đường thẳng là kéo dài vô tận. Như vậy mình kéo dài ra thì mình sẽ thấy là hai đường thẳng này sẽ cắt nhau, tức là giá của hai vector ES và BQ là cắt nhau. Được chưa? Đó, như vậy từ cái hình vẽ thì ta sẽ thấy hai vector AB và vector CD hay là cặp vector BQ và RS. Hai cặp vector này thứ nhất có giá của chúng trùng nhau hoặc có giá của chúng song song. Có giá của chúng song song thì cô nói rằng hai vector mà có giá song song hoặc trùng nhau thì ta nói rằng hai vector đó là cùng phương. Yeah. Hai vector có giá song song hoặc trùng nhau
thì ta nói rằng hai vectơ đó là cùng phương. Như vậy có nghĩa là trên hình của cô sẽ có vectơ AB và vectơ CD là hai vectơ cùng phương. Hay là vectơ BQ và vectơ RS cũng là hai vectơ cùng phương. Được chưa? Rồi các em ghi bài nè, bạn này ghi bài rồi cho cô này. Rồi nghe cô hỏi thêm một câu nữa rồi ghi luôn. Đó. Như vậy giá của vectơ AB và CD là trùng nhau, còn giá của vectơ BQ và RS là song song, thấy chưa? Còn giá của vectơ AS và vectơ BQ là khác nhau. Như vậy đó là cái câu nhận xét mà cô vừa hỏi các em. Rồi các em ghi cho cô định nghĩa. Như nào đây định nghĩa? Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc là trùng nhau. Yeah. Rồi, bây giờ các em trả lời cho cô cái câu hỏi này nè. Như vậy tôi quay trở lại cái hình hồi nãy là ta có hai cặp vectơ cùng phương, hai cặp vectơ cùng phương. Đó là cặp vectơ AB và vectơ CD. Nha, yeah. Cặp thứ hai đó là vectơ BQ và vectơ RS. Bây giờ nè, các em có nhận xét gì về hướng của các cặp vectơ đó? Bây giờ là hướng nè. Hướng tức là nó thể hiện ở cái dấu mũi tay nha, được chưa? Hướng là thể hiện ở dấu mũi tay. Như vậy các em trả lời đi, em có nhận xét gì về hướng của hai cặp vectơ đó? Đúng rồi. Đúng rồi, phần lớn là các em có hiểu bài. Vẫn các bạn trả lời là hai cặp đi. Đây là cùng hướng như nhau à. Rồi, như vậy là phần lớn là các bạn trả lời đúng. Đó là mình thấy cái cặp vectơ AB và vectơ CD thì nó cùng hướng đúng không? Nó đều là hướng từ bên trái qua bên phải hết. Đó. Còn cái cặp vectơ BQ và RS thì mình thấy hai cặp này về hướng tức là dấu mũi tay của hắn á, thể hiện ở dấu mũi tay á, là nó ngược với nhau. Đúng chưa? Đó, vectơ BQ và vectơ RS như vậy hai vectơ này ngược hướng. Dạ, như vậy mình có vectơ AB và vectơ CD cùng hướng. Còn vectơ BQ và vectơ RS ngược hướng. Như vậy từ đó mình sẽ thấy rằng là khi hai vectơ cùng phương, thì nó có thể xảy ra trường hợp là hai vectơ đó cùng hướng hoặc hai vectơ đó ngược hướng. Đúng chưa? Đó, hai vectơ cùng phương thì sẽ có hai khả năng xảy ra, đó là chúng cùng hướng hoặc là chúng ngược hướng. Cho nên các em có nhận xét ghi bài cho cô nhận xét. Phần này ghi bài và vẽ hình này. Rồi các em ghi bài. Nếu hai vectơ cùng phương thì chúng cùng hướng hoặc ngược hướng. Rồi mình vẽ hình trong trường hợp hai vectơ cùng hướng này. Đó.
như trên hình vẽ là vector AB và vector DC. Vector AB và vector DC của cô là hai vector cùng hướng. Yeah, vector AB và vector DC là hai vector cùng hướng. Đó, các em nhớ là hướng của vector là cái dấu mũi tay nhé. Rồi, và các em vẽ hình vẽ cho trường hợp thứ hai là hai vector ngược hướng. Đó, hai vector MN và vector PQ. Đó, như trên hình, hai vector này là hai vector ngược hướng. Cái phần mà mô ghi là cô mới trừ lại lao, còn cái phần nào mà cô chỉ giảm là các em theo dõi qua nghe thôi chứ đâu có ghi đâu. Còn ví dụ cái trang này là trang ghi này, nhận xét là ghi bài với cô, như vậy phần này các em ghi thì cô trừ lại cho các em đi. Xong chưa? Rồi. Như vậy các em phải nhớ một điều này, khi mà ta nói tới hai vector cùng hướng hay là hai vector ngược hướng thì chúng phải đảm bảo là chúng phải như thế nào trước đã. Chúng phải đảm bảo là cùng phương trước đã. Các em nhớ chưa? Hai vectơ phải cùng phương rồi thì mới nói tới chúng cùng hướng hoặc là ngược hướng được. Còn hai vectơ không cùng phương thì ta không nói tới hướng của nó. Được chưa? Như vậy các em lưu ý nhớ điều này nha. Như vậy phần này các em ghi bài vô. Rồi phần này các em nghe thôi nè, không ghi nè, nghe cô giảng thôi. Không ghi. Rồi bây giờ cô cho 3 điểm ABC. Cho 3 điểm ABC. Bây giờ các em hãy nêu cho cô nhận xét về phương của hai vector AB và AC trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là 3 điểm ABC không thẳng hàng. Cái này nghe giảm thôi, không cần ghi đâu nghe. Và trường hợp thứ hai là 3 điểm ABC thẳng hàng trên hình vẽ của cô á. Yeah. Rồi các em hãy nhận xét trường hợp thứ nhất là 3 điểm ABC không thẳng hàng. Trường hợp thứ hai là 3 điểm ABC thẳng hàng. Thì các em có nhận xét gì về hai vector, về phương của hai vector AB và AC trong hai trường hợp này nè? Trả lời của anh nè. Trường hợp thứ nhất thì hai vector AB và vector AC đang rồi. Phần lớn là trả lời đúng. Đó là ở trường hợp thứ nhất, nếu 3 điểm ABC mà không thẳng hàng thì mình thấy hai vector AB và vector AC này có giá của nó là khác nhau. Như vậy có nghĩa là giá của chúng không có song song hoặc trùng. Như vậy ta được hai vector này là hai vector không cùng phương. Được chưa? Không cùng phương. Như vậy trừ mình không nói hai vector khác nhau mà mình phải dùng cho đúng từ ngữ mình học nghe là hai vector không cùng phương. Nhớ vậy những em nào mà cùng anh như vậy là chú ý nha. Đó, như vậy trường hợp thứ nhất các em thấy chưa? Như vậy hai vector AB và vector AC có giá của chúng khác nhau, tức là giá của chúng không song song hoặc trùng thì hai vector này là hai vector không cùng phương. Còn trường hợp thứ hai thì mình thấy 3 điểm ABC thẳng hàng, như vậy giá của hai vector này cùng nằm trên một đường thẳng. Có nghĩa là hai vector AB và vector AC cũng cùng phương. Được chưa?
Đó, hai vector AB và vector AC này cùng phương. Và trong trường hợp thứ hai này, như cái hình cô đang vẽ cho các em thì về hướng thì hai vector AB và vector AC như thế nào về hướng các em? Trả lời cô nghe tôi hiểu không? Như vậy cô hỏi thêm. Như vậy với cái hình cô đang vẽ thì ở trường hợp thứ hai thì hai vector AB và vector AC như thế nào về hướng? Đúng rồi, hai vector này ngược hướng. Dạ, yeah, đó, hai vector này ngược hướng. Dạ, yeah, em thấy dấu mũi tay ngược nhau này, như vậy nó ngược hướng. Cho nên ở đây ta sẽ có một cái nhận xét tiếp theo, nhận xét thứ hai, cái trang này không ghi này. Bây giờ ghi bài nè. Cái định nghĩa mình ghi rồi, cái nhận xét thứ nhất mình ghi rồi, được chưa? Bây giờ là nhận xét thứ hai này, em ghi tiếp, dấu cộng thứ hai. Đó là mình sẽ chứng minh được cái điều ngược lại cũng đúng, cho nên mình có 3 điểm ABC phân biệt. Đó, 3 điểm phân biệt ABC thẳng hàng khi và chỉ khi hai vector AB và vector AC cùng phương. 3 điểm ABC phân biệt thẳng hàng khi và chỉ khi hai vector AB và vector AC cùng phương. Rồi, cái này các em ghi bài cô. Rồi, ghi kịp chưa? Ghi xong chưa? Cái định nghĩa nào nãy ghi rồi, cái nhận xét thứ nhất là mình cũng ghi trong vở các em rồi, nó chỉ có nhận xét thứ hai thôi. Xong chưa? Các em ghi xong chưa? Rồi. Rồi cô lấy ví dụ. Cô cho hình bình hành ABCD tâm O. Ví dụ là các em ghi nè, cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi MN lần lượt là trung điểm của AD và BC. Rồi, nha. Cô vẽ cái hình sẵn cho các em đó. Bây giờ em kể tên cho cô hai vectơ cùng phương với vectơ AB nè. Ví dụ là ghi vào vở các em. Ví dụ là ghi. Đúng rồi, các bạn comment đúng. Ở đây có phải chỉ có hai vector cùng phương với vector AB không các em? Còn không? Thấy rồi đó, không còn vector, chỉ có hai vector cùng phương với vector AB thôi à. Ở đây á, mình thấy mình sẽ có nhiều vector cùng phương với vector AB đúng không? Miễn là giá của chúng song song hoặc là trùng thôi, trùng nhau thôi là hắn cùng phương rồi. Cho nên ở đây các vectơ cùng phương với vectơ AB có rất là nhiều. Ví dụ như chẳng hạn ta có thể liệt kê này. Đó. Các vectơ cùng phương với vectơ AB, chẳng hạn là vectơ BA chứ. Hai vectơ này có giá trùng nhau. Vectơ MN là giá song song. Vectơ NM cũng tương tự. Hai vectơ DC, vectơ CD, hai vectơ MO, vectơ N
NO vân vân. Như vậy ở đây ta có rất nhiều các vector cùng full với vector AB. Cô chỉ cần các em kể tên hai vector thôi. Còn đây là cô liệt kê một số vector. Yeah. Rồi bây giờ tới là cùng hướng. Cùng hướng nè. Đó, bây giờ các em coi cùng hướng với vector AB là vector nào. Như vậy bây giờ tới hướng. Đúng rồi, các bạn trả lời là vector MN với vector DC. Như vậy nó phải là hướng từ trái qua bên phải. Yeah. Như vậy các vector cùng hướng với vector AB đó là vector MN, vector DC, vector MO hay là vector ON, N. Yeah. Như vậy cô đã liệt kê ra được 4 vector cùng hướng. Rồi, còn ngược hướng với vector AB. Ngược hướng thì những vector nào sẽ là ngược hướng này? Đúng rồi, như vậy vector BA rồi chẳng hạn. Như vậy ngược hướng với vector AB đó là vector đó. Ở đây á, là cô chỉ liệt kê một số vector còn nữa, vì trên này đề bài cô chỉ yêu cầu các em liệt kê hai vector thôi nha. Ngược hướng với vector AB là vector BA nè, vector NM nè, vector CD nè, vector NO nè, vector OM M. Chứ anh thì cô chỉ liệt kê một số vector thôi. Đó. Còn các em ở trên này các em chỉ cần trả lời theo cái yêu cầu của bài toán là chỉ mỗi cái chỉ cần liệt kê cho cô hai vector thôi. Chứ anh chỉ cần liệt kê cho cô hai vector. Như vậy cái nội dung của bài học hôm nay của các em á, là các em cần phải nắm cho cô cái gì? Thứ nhất là định nghĩa về vector. Yeah. Thứ hai là thế nào được gọi là hai vector cùng phường. Và cái thứ ba, cái này sau này các cái bài sau nó sẽ xuất hiện trong bài tập rất là nhiều, đó là điều kiện nào thì ba điểm phân biệt ABC thẳng hàng. Đó. Các em chỉ cần nắm cho cô những kiến thức trọng tâm của bài như vậy thôi. Thứ nhất về định nghĩa của vector thì các em nhớ vector là gì? Là một đoạn thẳng có hướng, có nghĩa là quy định điểm đầu và điểm cuối. Yeah, cái này là ngang ngang. Hai vector như thế nào được gọi là cùng phương? Hai vector được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc là trùng nhau. Và điều kiện để ba điểm phân biệt thẳng hàng đó là khi và chỉ khi hai vector AB và vector AC cùng phương. Đó, như vậy cái phần này á, là những kiến thức trọng tâm mà các em phải nắm cho cô trong cái bài này. Như vậy cô có một cái bài tập củng cố. Những cái này các em có thể ghi chưa được thì các em nghe. Rồi, hồi nãy cô cho 3 điểm phân biệt á, thì các em trả lời có 6 vector tạo thành rồi. Bây giờ các em suy nghĩ thử, nếu cô cho 4 điểm phân biệt A, B, C, D thì cô sẽ có bao nhiêu vector tạo thành? Cái này em nào ghi kịp thì ghi những cái bài tập để mà bữa sau mình biết mình làm bài tập. Còn ai ghi kịp thì nghe thôi cũng được. Rồi, phần lớn các bạn trả lời là 8 vector. Rồi, các bạn là 12 vector. Các bạn là 9. Các em có thể muốn liệt kê ra thì các em bắt đầu từ cái vector AB, tức là điểm đầu các em cho là điểm A, thì điểm cuối sẽ là điểm B, điểm C, điểm D. Đó. Rồi sau đó em lần lượt cho điểm đầu là điểm B, rồi tới điểm đầu là điểm C và điểm đầu là điểm D. Đúng rồi, mấy bạn phía sau là liệt kê rồi cho nên trả lời đúng, còn mấy bạn bắt đầu là chắc là nhanh quá chưa kịp làm đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ có tất cả là 12 vector. Cái cách liệt kê của hướng dẫn này, đầu tiên cô sẽ cho vector có điểm đầu là điểm A. Như vậy có phải cô có 3 vector này không? Đúng không? Vector AB, vector AC và vector AD. Tiếp cô cho điểm đầu là điểm B. Như vậy có phải cô có 3 vector này không? Vector BA, vector BC và vector BD đúng không? Tiếp, điểm đầu là điểm C. Như vậy có phải cô có 3 vector này không?
vector CA, vector CB và vector CD. Và cuối cùng điểm nào là điểm D, cô cũng có 3 vector. Đó là cái cách liệt kê cho khối số. Như vậy mình có tất cả là 12 vector. Được chưa? Đó. Còn các em về nhà có thể tự mở rộng ra suy nghĩ thêm thử. Như vậy tổng quát lên là nếu như ta có nhiều hơn 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, vân vân, hay là tổng quát là N điểm phân biệt, thì các em sẽ có bao nhiêu vector tạo thành. Yeah, như vậy cái câu hỏi này dành cho các em về nhà tự suy nghĩ thêm cô. Được chưa? Rồi, cái bài học của mình á là hôm nay đến đây là phần vì bài này 2 tiết là hết. Các em nhiệm vụ của các em về nhà là các em có sức hoa rồi đúng không? Như vậy về nhà này làm cho cô cái bài tập sau nè. Bài tập số 1. Như vậy trong sách giáo khoa chỉ có 4 bài rất là ngắn, rất là đơn giản. Như vậy các em làm cả 4 bài trong sách giáo khoa cho cô. Như vậy tiết sau thì ta sẽ sửa các bài tập này. Được chưa? Đó, tiết sau ta sẽ sửa các bài tập này. Rồi, bye bye các em nghe. Rồi, tiết học mình kết thúc để các em chuẩn bị buổi học môn khác.